Bản tình Thanh Hải Vô Thượng Sư số 126. Làm sống dậy quyền thương yêu thiên phú. Chiến tranh, phiền não, những sự hiểu lầm, tức giận, ganh ghét đều là hậu quả của những sự bực mình, thất vọng, không biết Thượng Đế. Tất cả những điều tai quái, độc ác mà chúng ta nghĩ rằng con người có khả năng làm được đều xuất phát từ sự khao khát muốn biết Thượng Đế. Điều này thật mỉa mai, ngược ngạo nhưng có thật. Những hành động đó là sự kêu cứu tuyệt vọng, bởi vì người phạm lỗi họ không biết phải làm sao nên họ phải dựa vào bạo lực, giống như la to vậy. Tại sao thế? Bởi vì mặc dù chúng ta trông giống loài người, mặc vào thân thể con người, nhưng chúng ta đều là Thượng Đế, là Đức Thánh Thần. Chúng ta đã sống trên thiên đàng, nơi mà tuyệt đối cái gì chúng ta cũng có bất cứ lúc nào mình muốn. Hãy biết các con là ngôi đền của Thượng Đế và Đức Thánh Thần ngự trong các con. Như vậy có nghĩa là chúng ta không phải là gì cả ngoài Thượng Đế bên trong. Vì là Thượng Đế nên chúng ta không quen phải đi làm, kiếm những thứ cần thiết. Chúng ta không quen xin những thứ mình muốn, thậm chí có thể không đạt được ý nguyện. Thành tử nhiều khi chúng ta bực mình, tức tối, cảm thấy yếu đuối, vô vọng. Đôi khi sự tuyệt vọng này sinh ra bạo lực, sinh ra ganh ghét và dần dần đưa tới chiến tranh. Cho nên, những người gây chiến là những người thật sự tuyệt vọng nhất vì thiếu tình thương, sự giúp đỡ. Nhưng vì họ quá dồn ép vào sự tuyệt vọng đó, nên không dễ gì họ có thể đem tình thương, trí huệ và sự thông cảm vào con người của họ. Giống như một người bệnh quá nặng, ngay cả bác sĩ họ cũng không nhận ra được, huống chi là biết ơn. Thành ra, trước khi rơi vào tình trạng tuyệt vọng này, chúng ta phải làm tốt hơn để săn sóc chính mình, để cho mình tìm thấy tình thương Thượng Đế gần hơn, thực tế hơn, ngõ hầu, không cần phải chịu sự yếu đuối, tuyệt vọng cùng cực ấy. Chắc chắn là Thượng Đế yêu thương chúng ta, bất kể chúng ta làm gì. Chúa Giêsu tha thứ cho chúng ta, không cần biết chúng ta làm gì, ngay cả đối với cá nhân Ngài. Ngài tha thứ kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Xin Cha hãy thứ lỗi cho họ vì họ không biết họ đang làm gì. Mỗi lần đọc lại về Chúa Giêsu, tôi đều muốn khóc. Tình thương vĩ đại đó chỉ có từ Thượng Đế mà thôi. Tất cả chúng ta đều là con cái của Thượng Đế, vậy tại sao chúng ta không có một tình thương như vậy? Chúng ta có, chỉ vì chúng ta chưa làm nó sống dậy mà thôi, chúng ta quên cách. Chúng ta có tình thương, nhưng không nhiều như Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta vẫn có thể cố gắng để có lại tình thương này. Thượng Đế tha thứ tất cả những lỗi lầm của chúng ta. Chúa Giêsu tha thứ chúng ta, Ngài chết vì chúng ta, và trước mắt Chúa chúng ta luôn luôn bình đẳng. Vậy tại sao chúng ta phải biết Thượng Đế? Sao phải làm sống dậy tình thương này? Sao cần phải cố gắng làm gì? Đó là vì nếu không làm sống dậy tình thương này, chính chúng ta sẽ đau khổ. Dĩ nhiên, một đôi khi chúng ta sẽ làm khổ người thân, những người tiếp xúc với chúng ta, những vùng phụ cận, ngay cả đất nước, nếu chúng ta có những quyết định sai lầm, rất thiếu tình thương như là gây chiến. Chúng ta phải làm sống dậy tình thương này không những để biết Thượng Đế, mà còn để biết rằng chúng ta là một phần của Thượng Đế. Chúng ta là một thể với Thượng Đế, như Chúa Giêsu đã nói. Ta và Cha ta là một. Chúng ta không thể đồng một thể với Thượng Đế bằng cách chỉ nói ngoài miệng, chỉ nghĩ hay ao ước như vậy, mà phải thật sự đồng một thể với Thượng Đế là Thượng Đế ở địa cầu. Chúng ta phải thể nhập trở vào với đại dương đó, thành một thể với biển tình thương, lúc đó mới có thể đại diện cho Thượng Đế ở tinh cầu này. Tất cả những phẩm tính cao đẹp của Ngài, tất cả sự yêu thương tử tế của Ngài, chúng ta đều có thể tiêu biểu. Và chúng ta sẽ mang sự tử tế, tình thương yêu, hạnh phúc và sung sướng đến cho tất cả những người ở chung quanh. Sư phụ kể chuyện từ sỏi đá thành thánh nhân. Tập quán của người dân Ấn Độ là như vậy, luôn luôn chạy tới chỗ của các vị thánh nhân. Họ tin thánh nhân như một cây trầm, tỏa hương thơm cho những cây khác chung quanh. Điều này rất đúng.
Dọn chỗ ở vì con. Bên Tàu có một câu chuyện về Mạnh Tử. Mạnh Tử là một người có trí huệ rất cao ở Trung Hoa, một trong những thánh nhân. Nhưng ông cũng có một người mẹ thánh thiện, cho nên mới được như vậy. Khi còn nhỏ, nhà ông ở bên cạnh một lò sát sinh, giết súc vật, nên ông đi xem người ta giết gia súc. Lúc về nhà, ông bắt đầu bắt những con vật nhỏ như cóc, nhái, mèo, chó, và cũng đem đi giết vì ông lặp lại những gì ông trông thấy. Cái gì trẻ con cũng bắt chước, xấu hay tốt. Tôi thì không, tôi không bắt chước. Tôi nhớ nhiều anh em họ của tôi và con cái hàng xóm hay đi bắt chim đem về nướng thịt ăn. Họ giết đủ loại côn trùng, coi chúng như đồ chơi. Tôi không bao giờ làm những chuyện này, không khi nào tôi thích. Nhưng đa số con nít hay bắt chước, dù đó là việc tốt hay không tốt. Cho nên, khi bà mẹ nhìn thấy con mình bắt đầu có thói quen rất xấu vì ảnh hưởng hàng xóm, bà dọn nhà đi nơi khác vì con. Bà nói rằng, chỗ này không tốt cho con tôi. Bà là một người mẹ thánh thiện. Họ không giàu có gì. Tôi nghĩ bà chỉ một thân một mình. Chồng không có đó. Có lẽ ông ta đã chết rồi. Bà nuôi con một mình bằng nghề dệt vải. Bà rất nghèo, không kiếm được bao nhiêu bằng nghề dệt. Tuy vậy, bà vẫn hy sinh thời giờ, sức lực và tiền bạc cho con. Quý vị có biết như vậy là thánh thiện vô cùng không? Bởi vậy tôi mới nói rằng bà là một người mẹ thánh thiện. Bên Tàu hồi xưa, muốn dọn nhà không phải là chuyện dễ dàng. Không có điều kiện vận chuyển, không có ai giúp đỡ, chỉ mẹ với con. Quý vị tưởng tượng nó khó nhọc cỡ nào. Rồi bà dọn tới một khu xóm khác. Một thời gian sau, bà phát hiện con trai về nhà mỗi ngày khóc than rên rỉ, làm tang lễ cho người chết. Mỗi ngày ông chơi đám táng. Sau đó, bà khám phá rằng họ đang sống rất gần nhà táng. Và ông học từ đó. Nên bà nói rằng đây không phải là chỗ cho con thôi. Bà dọn đi nữa, lần thứ ba. Cuối cùng, bà dọn tới cạnh trường học, chỗ họ dạy giáo lý Khổng Tử và những vị thánh khác. Đứa nhỏ về nhà cư xử như một thánh nhân. Ông có tất cả những cử chỉ của một nhà thông thái tốt và sự suy nghĩ của một thánh nhân rất lịch sự, rất cao thượng và rất thánh thiện. Cho nên người mẹ nói, à, đây chính là chỗ cho con tôi. Về sau, khi đứa con lớn lên chút nữa, dĩ nhiên là nó cũng đi học. Ông ta thích đi học. Ông nói, con thích đi học. Ông muốn được giống như những học trò giỏi kia và ông đi học. Nhưng một hôm, ông chán đi học vì lý do gì đó. Có lẽ bị thầy cô la mắng hay bạn bè trong lớp không tử tế hay là lười biếng. Nên giữa lúc đang học, ông bỏ về đi ngủ, không muốn đi học nữa. Người mẹ dùng hết lời lẽ để thuyết phục ông trở lại trường ngày hôm đó, nhưng ông không đi. Ông nói ông không muốn, nhất định như vậy, rất là bướng bỉnh. Lúc đó bà mẹ đang dệt lụa, thấy ông bướng quá, bà lấy ra một con dao rạch một đường, xuyên qua miếng vải vừa mới dệt. Rồi hỏi đứa con, bây giờ chúng ta còn xài được mảnh vải này không? Nó còn hữu dụng không? Đứa con trả lời, dĩ nhiên là không. Tại sao mẹ phá miếng vải vậy? Sao mẹ cắt một mảnh lụa đang lúc nó hoàn hảo như vậy? Bà mẹ nói, nó cũng giống như sự học của con. Nếu con không tiếp tục thì nó sẽ không ích lợi gì. Nếu con bỏ ngang ở giữa thì lúc trước và lúc sau có lợi gì không? Cái gì bị gãy ở giữa đều không có ích. Công việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng nên tiếp tục mỗi ngày. Nếu không, thì dù trước có đẹp cách mấy hoặc sau đó đẹp cách mấy, nếu bị gãy ở giữa, nó không còn là một dòng liên tục. Chúng ta sẽ bị khó khăn, trở ngại hay những sự trục trặc trong đời. Chúng ta không thể kỳ vọng mọi chuyện xảy ra dễ dàng, suôn sẻ, luôn luôn theo ý muốn của mình. Chúng ta phải học vai và trả, phải mạnh, nhưng cũng phải biết uyển chuyển khi hoàn cảnh cần tới. Nếu không, chúng ta sẽ bị rất nhiều phiền não trong đời,
không bao giờ khôn lớn. Người mẹ thánh bị lãng quên. Nếu mẹ Mạnh Tử là một người mẹ rất bình thường, thì ngày nay chúng ta đã không nghe tới cái tên Mạnh Tử. Ông đã không bao giờ lưu danh trong lịch sử thánh nhân. Trung Hoa có quá nhiều dân, đất rộng, người đông. Muốn được ghi tên vào danh sách giữa số đông người ở một nơi đất rộng là một trong số ít thánh nhân, không phải là chuyện dễ. Muốn có danh tiếng ở bên Tàu, một nơi dân cư nhiều vô số kể. Muốn tên tuổi mình nổi lên trong đám đông người như vậy, không phải dễ. Họ lại có hàng 4-5.000 năm lịch sử. Muốn được vang danh trong số ít người đó, không phải là chuyện bình thường. Nhưng người ta đã quên mẹ của ông. Họ không biết bà là ai, đã làm gì. Chỉ biết bà đã cắt tấm lụa và dọn nhà 3 lần. Nhưng hành động của bà đáng coi trọng hơn tất cả những bài thuyết giảng mà Mạnh Tử đã nói trước quần chúng. Bà đáng là một bậc minh sư, một vị thầy muôn thuở, một vị minh sư của tất cả những người mẹ, của tất cả minh sư. Nếu không phải là một bậc thánh nhân, một phụ nữ đầy trí huệ, bà đã không bao giờ hy sinh nhiều như vậy trong hoàn cảnh đó, sự nghèo nàn đó. Tưởng tượng Mạnh Tử sẽ trở thành như thế nào nếu không có một người mẹ như vậy, một vị thánh tài ba lỗi lạc đã từng vui vẻ giết thú vật mỗi ngày để sống. Quý vị thấy thánh nhân được tạo ra bằng cách nào rồi? Chúng ta có thể tạo thánh nhân từ sỏi đá. Tôi nghĩ tôi có thể mở một xưởng đào tạo thánh nhân. Làm được, chỉ cần cho họ những tấm gương tốt, môi trường tốt, những bài giảng tốt, họ sẽ trở thành Bồ Tát. Tầm quan trọng của việc giáo huấn con em. Người Tây Tạng dạy tu sĩ của họ từ thời thơ ấu. Hầu hết các tu sĩ đều học từ lúc tuổi nhỏ. Họ nhập viện khi còn trẻ. Đa số là trẻ mồ côi hoặc những đứa bé nghèo, cha mẹ không đủ tiền nuôi nấng. Họ được cống hiến hoàn toàn cho chùa, không bao giờ trở về nhà. Thành ra họ được huấn luyện từ nhỏ và lớn lên bằng cách đó. Không cần nói tới đẳng cấp tu hành của họ, tối thiểu lề lối cư xử, hành động của họ rất là ngọt ngào, tử tế. Thành ra tất cả những gì chúng ta được dạy dỗ từ hồi còn nhỏ rất là quan trọng. Tôi nghĩ bà nội và ba tôi là những bậc thầy tốt đối với tôi. Bà nội tôi thường bảo tôi đọc rất nhiều sách cho bà nghe vì bà không đọc được. Già quá rồi. Tôi đọc hết tất cả những quyển nói về triết lý viết cho người lớn và bà rất thích nghe. Tôi cưng bà nội lắm, lúc nào cũng bám một bên. Cho nên tôi luôn là người đọc rất nhiều sách cho bà. Tôi thích còn hơn là bà thích. Nhiều khi bà đi ngủ hay mắc bệnh gì đó, tôi đọc hết một mình. Cho nên tôi đọc hết những quyển mà trẻ em không đọc, như Trang Tử, Lão Tử và tất cả những triết lý Trung Hoa và những văn hóa khác. Tới tối đi ngủ, tôi bay vòng quanh đi gặp các vị thánh nhân này nọ. Trong mơ, tôi thấy tôi có đủ thứ thần thông kỳ diệu. Dù sao, tôi nghĩ đó là những cái đã cấu tạo nên con người tôi ngày nay. Nó có ảnh hưởng. Trong thế giới hôm nay, người ta dạy những bà mẹ mang thai đọc sách tốt và tưởng tượng những khuôn mặt đẹp hoặc treo lên tường phòng ngủ hay quanh nhà những bức hình đẹp để sinh con đẹp, để gieo những tư tưởng cao thượng vào bào thai. Nó cũng có hiệu nghiệm. Sứ mệnh thiêng liêng của cha mẹ. Thật ra cha mẹ được Thượng Đế ủy thác để dạy dỗ con cái của Ngài. Nhưng đa số cha mẹ không nhớ bổn phận của họ. Họ thương con của họ nhưng cũng coi con cái như tài sản. Con cái phải lớn lên, có tên tuổi, làm ra tiền cho họ để báo đáp lòng cha mẹ. Thành ra, phần đông họ hay nhấn mạnh với con cái họ là phải đi học, phải tập một cái nghề nào đó hoặc phải làm cái này cái kia. Không có một mục đích đạo đức nào trong đó, chỉ có mục đích tiền. Phần đông là như vậy thôi, tôi không có ý nói tất cả các gia đình đều thế. Nhưng những người như vậy họ dạy lẫn nhau rằng một người phải được giáo dục 10 năm hay 20 năm chỉ để được một chức vị nào đó, để kiếm nhiều tiền,
lấy được một người chồng hay một người vợ tốt và được đảm bảo đời sống. Xã hội chúng ta luôn luôn nhấn mạnh về vấn đề đó. Nếu có tín ngưỡng thì họ gửi con cái tới mấy ông linh mục và mấy ông đó chẳng biết gì cả. Thành thử chúng ta bị bỏ lại một mình trong thế giới này, tự chống chọi cho chính mình về phương diện tâm linh. Nếu không đủ may mắn, vô tình gặp được một vị thánh hay giáo lý thánh thiện của một vị minh sư tại thế, thử tưởng tượng làm sao tiếp tục nổi cuộc sống này. Quý vị sinh ra đời rồi chết chỉ có vỏn vẹn một lý tưởng trong đầu: kiếm tiền, có địa vị và nuôi con, giống như nuôi vịt, heo hay bất kỳ con vật nào. Nếu làm người mà không có lý tưởng cao hơn như vậy về đời sống, về Thượng Đế, thì chúng ta cũng chỉ như thú vật. Nhưng làm sao tìm được một vị thầy dạy quý vị những điều này? Chúng ta đã bị nhồi sọ 15 hay 20 năm trong trường chỉ vì đồng tiền. Phải nhìn nhận như vậy, đó là mục đích duy nhất. Không cần biết họ trét bột chung quanh nhiều bao nhiêu hay rắc tiêu, rắc ớt lên trên, che lại. Tất cả cũng chỉ vì mục đích tiền, không gì khác. Không phải chỉ kiếm tiền đủ sống, nhiều khi họ bị đồng tiền lừa đảo, đem bán cả phẩm giá của mình và quên hết luân thường đạo lý. Xã hội dạy chúng ta như thế, ngay cả những người trong gia đình. Đương nhiên là không phải gia đình nào cũng vậy. Do đó, chúng ta nên kiếm tiền hoặc có địa vị để chăm sóc chính mình, nhưng không phải quá đáng quên hết những cái khác. Bởi vậy chúng ta rất xa Thượng Đế. Nếu có gần thì chắc là gần Thượng Đế tiền hay Thượng Đế nhà băng. Chuyện tên cướp. Có một câu chuyện kể một tên cướp kia. Một tên cướp rất rất cừ khôi. Hắn ta phạm rất nhiều tội, kể cả giết người, cho nên chính phủ quyết định phải treo cổ hắn. Trước khi một người bị xử tử, họ được ban cho điều ước cuối cùng. Tên này rất nổi tiếng, người ta tìm mấy chục năm nay mới bắt được. Hắn ta là một tên cướp độc hại, không một chút ăn năn, không một chút lương tâm nào cả. Giết người như cắt chuối. Bây giờ, điều ước cuối cùng của hắn là muốn gặp mẹ. Mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả hắn ta cũng có tình thương đối với mẹ. Nhưng họ nghĩ, ồ, có lẽ cả thế giới không còn người nào thương hắn, cho nên hắn thương mẹ. Vì mẹ là người duy nhất còn thương hắn. Thành ra ông ta muốn gặp mẹ là một điều rất tự nhiên. Thế là bà mẹ được gửi tới gặp hắn. Nhiều người đến xem hắn ta bị xử tử bởi vì ai cũng biết. Ngày hôm đó rất đông và hắn ta đứng giữa. Rồi bà mẹ tới, hắn ta ôm mẹ. Bỗng nhiên bà mẹ la lớn rồi ngất xỉu dưới đất. Một bên đầu máu chảy, người ta thấy trong miệng tên cướp có cái tai của bà. Người ta chạy tới hỏi hắn, chuyện gì vậy? Sao ông cắn đứt tai của mẹ ông? Tên cướp cầm cái tai lên, chỉ về phía bà mẹ nói, bà đó mới là tội nhân thật sự, không phải tôi. Các người phán xét sai rồi. Rồi hắn ta bắt đầu kể chuyện. Khi còn là một đứa học trò nhỏ, gia đình ông đủ sống, không nghèo nhưng cũng không giàu. Một hôm, ông để quên bút và mượn bút của một đứa bạn. Nhưng ông quên, không trả lại mà lại đem về nhà. Ông kể cho mẹ biết. Ồ, nhìn kìa, con quên không trả bút cho bạn mà con đã mượn. Con phải trở lại trả nó bây giờ, nếu không nó sẽ không có bút xài. Bà mẹ nói, đừng, đừng, con giữ lấy, giữ lấy. Ngày mai con sẽ mượn mực, rồi mượn sách và đừng có trả, xem chuyện gì sẽ xảy ra. Như vậy mẹ cũng không phải mua cho con. Nếu chúng nó quên thì tốt. Những gì ở trong tay con là của con. Những gì con lấy được là thuộc về con. Nhưng khi mấy đứa bạn đòi lại đồ của chúng thì cậu bé không biết làm sao. Thế là nó về nhà hỏi mẹ. Mẹ ơi, chúng nó đòi, con trả lại được không? Được không? Bà mẹ trả lời, đừng, đừng. Lần sau con phải đấm nó một cú, nói, không, của tao. Bà ta dạy đứa con dùng sức mạnh ngay từ khi còn nhỏ. Cho nên, dần dần nó đi ăn cắp những thứ
càng ngày càng lớn cho nó và mẹ nó, theo lệnh của mẹ. Mới đầu, hắn cắn người ta, sau đó áp bức họ, sau đó nữa, giết họ. Ngay cả những lúc không cần, hắn ta cũng giết. Nó trở thành một thói quen. Ở gần các thánh nhân. Cho nên quý vị thấy đó, mới đầu ông này là một đứa trẻ rất thật thà chất phác, muốn trả lại những món đồ ông mượn. Ông còn tốt hơn cả Mạnh Tử, một vị thánh Trung Hoa. Ông tốt hơn. Nhỏ tuổi, ông đã biết phân biệt tốt xấu, còn Mạnh Tử thì không. Mạnh Tử chỉ biết bắt chước đủ mọi thứ, nhưng đứa bé này biết cái gì tốt, cái gì xấu. Mạnh Tử chỉ có một người mẹ tốt, vậy thôi. Người này đã đổi một đứa trẻ xấu thành một vị thánh tốt. Thành ra, những người chúng ta tiếp xúc rất rất quan trọng. Ở Âu Lạc, chúng ta nói rằng chọn bạn mà chơi, có nghĩa là phải cẩn thận trong việc chọn bạn bè. Nhưng làm sao chọn được người trong gia đình? Cái đó thật không may. Cho nên, phải có ý chí mãnh liệt mới có thể thoát ra khỏi ảnh hưởng của gia đình. Nếu rủi không được gặp người nào thánh thiện, thì chúng ta sẽ không bao giờ biết nhiều hơn. Quý vị đã thấy từ thí dụ của hai đứa nhỏ này. Một đứa u minh, không tốt, ngu muội, trở thành một thánh nhân lỗi lạc. Còn một đứa nhỏ rất thật thà, trong trắng, lại trở thành một tội nhân độc ác, giết người. Thành ra, đôi khi muốn phán xét một người, chúng ta phải biết quá trình của họ và không thể nào biết được trừ khi khai ngộ. Bởi thế, Kinh Thánh mới nói rằng, đừng phán xét kẻ khác để không bị kẻ khác phán xét mình. Nhưng khi khai ngộ rồi, thì quý vị không muốn xét đoán người nào cả, mà chỉ muốn giúp đỡ thôi. Đó là khía cạnh tốt của sự khai ngộ. Muốn có một sự phán xét đúng đắn thì chúng ta phải khai ngộ. Và khi khai ngộ, chúng ta lại không có một sự phán xét nào cả. Thấy mọi người như những đứa trẻ lầm đường lạc lối, thiếu những tin tức, dữ kiện tốt và chúng ta cố gắng cung cấp cho họ. Đó là khía cạnh rất tốt của sự khai ngộ, nếu không có gì khác. Bởi thế, bên Ấn Độ người ta bảo rằng chúng ta nên luôn luôn ở gần các bậc thánh nhân. Đó là vì ở Ấn Độ, thánh nhân là những người rất đáng quý, mọi người chạy theo sau. Ở Tây Phương hay những quốc gia khác, con người chạy theo đồng tiền, nhưng ở Ấn Độ, họ chạy theo thánh nhân. Họ đuổi theo các vị thánh cho tới khi tất cả thánh nhân đều sợ. Đôi khi họ phải bỏ chạy. Đúng vậy, họ trốn. Họ sợ người. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư khai thị tại đạo tràng San Su, Costa Rica, vào ngày 2 tháng 6 năm 1991, nguyên văn tiếng Anh, bản tin số 126.